Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng kênh của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn một ngày mới nhiều may mắn, tuần mới nhiều niềm vui, tháng mới nhiều tài lộc. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta thật ngắn ngủi, chớp mắt đã tới lúc giấy bóng. Cuộc sống thực sự là một cuộc đua với thời gian. Và nếu cứ để những suy nghĩ tranh quyền đoạt lợi, những thắng thua ở đời cuốn chúng ta đi, chẳng mấy chốc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, rồi bất giác nhìn lại thì mình đã có tuổi từ lúc nào. Cuộc sống là của riêng mình. Với ba kiểu người này thì tốt nhất là không nên tranh chấp thiệt hơn làm gì để cuộc sống của ta thêm đẹp, thêm vui. Hãy cùng lắng nghe xem bạn đã từng gặp ai trong số họ không nhé. Về già, chớ ngu, động vào ba kẻ này, kẻo con cháu nó khinh. Người xưa có câu, nuôi dạy con cái, phòng chừng lúc về già. Trong thời đại ngày nay thì đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta thì đừng quá phụ thuộc vào con cái. Hãy dựa vào chính bản thân mình để tự quyết định cuộc sống của mình. Để làm được điều này, nhất định bạn phải nhớ ba thứ sau đây. Thứ nhất, đừng tranh tiền tài với người yêu tiền. Đã là con người thì mỗi một người chúng ta đều có lòng ham thích khác nhau. Người thì trọng tình cảm, người thì lại thích tích lũy tiền tài. Lấy tiền tài là một tình yêu lớn nhất trong cuộc đời. Họ nghĩ rằng chỉ có tiền mới đem lại cảm giác an toàn trong cuộc sống. Những người như vậy thì coi tiền bạc chính là cuộc sống. Cho nên khi mà tiếp xúc với những kiểu người như thế này thì ta tuyệt đối phải tránh việc cùng với họ tranh đoạt tài phú. Tranh đoạt chỉ đẩy chúng ta vào một trạng thái gọi là lưỡng bại câu thương, đánh nhau tới chết, không màng thiệt hại, thậm chí còn mang họa đến cho bản thân mình. Con người khi tới tuổi trung niên không nên đặt lợi ích lên quá cao. Tiền tài không còn là mục tiêu hàng đầu như thời trẻ nữa. Đó chỉ là những vật ngoài thân, không thể nào mà không có, nhưng mà mất đi vẫn có thể kiếm lại được. Chưa kể lúc này, sự nghiệp của nhiều người đã có chút thành tựu. Gánh nặng về kinh tế không còn nặng như trước nữa. Khi ấy thì bản thân và gia đình khỏe mạnh, có thể sống tốt, một cuộc đời thanh thản, an lành mới là mục tiêu lớn nhất. Thứ hai, không tranh chấp với những người sĩ diện. Trong cuộc sống chúng ta có thể gặp những người mà coi cái sự tôn nghiêm của chính mình chính là sự đáng quý nhất. Những người này có một đặc điểm lớn nhất, đó chính là thích thể hiện, thích sĩ diện, chính là loại khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng thì nói phải, nhưng mà trong lòng thì lại nói trái. Trước đám đông thì họ thích thể hiện tài năng và những điểm tốt của mình, phóng đại hoặc là tô vẽ quá mức để có thể nhận được sự trọng vọng của người đời. Tuy nhiên thì ta không thể nào tránh được những cái người như vậy. Khi tiếp xúc với những người như thế này thì cần tuyệt đối không bao giờ làm cho họ xấu hổ, không động tới sự tôn nghiêm. Ta không nên mổ xẻ đánh giá họ. Nếu không tỏ ra tôn trọng được thì cứ giữ một thái độ trung dung, ít tranh cãi. Có như vậy thì ta với người đó mới có thể hòa thuận với nhau. Khi tới tuổi trung niên, ta sẽ thấy rằng việc thêm bạn bớt thù quan trọng như thế nào. Có thêm bằng hữu chính là có thêm một người giúp đỡ mình khi mà gặp khó khăn, thêm người bên cạnh mình khi mà mình cô độc, thêm người động viên mình, giúp mình đứng dậy sau những bị thương. Một người thật sự hiểu cách đối nhân xử thế chính là biết cách kết giao với càng nhiều bạn càng tốt. Càng nhiều mối quan hệ khăng khít, vốn xã hội càng nhiều thì người đó càng thành công. Tuy nhiên, không phải tất cả những người ta tiếp xúc đều thích hợp tính nết, dễ chịu với nhau. Trong một mối quan hệ với những người bất đồng thì ta cần phải biết tránh chỗ nhạy cảm của người khác, không bao giờ động vào những điều sẽ khiến cho họ tự ái, tổn thương lòng tự tin của họ. Có như vậy thì mối quan hệ mới trở nên tốt đẹp, từ đó có thể giảm bớt thị phi. Thứ ba, không tranh
với kẻ hiếu thắng. Khi còn trẻ thì chúng ta tràn đầy nhiệt huyết vì lý tưởng công bằng, vì điều mà ta cho là đúng đắn, luôn có thể sẵn sàng để mà làm mọi thứ. Thanh xuân của mỗi người thì chỉ có một lần mà thôi. Nếu như ta không muốn tuổi trẻ của mình trôi qua trong nhàm chán để khiến cho sau này phải hối tiếc, thì ta bắt buộc phải xông pha. Nhưng mà khi bước sang cái tuổi 30, những thay đổi lớn sẽ bắt đầu xảy ra. Lúc đó ta sẽ nhận ra rằng suy nghĩ tuổi tuổi trung niên và thanh niên có rất nhiều điểm bất đồng. Từ thanh niên thành trung niên là một quá trình trưởng thành của con người. Chúng ta đi học, đi làm và chạm xã hội rất nhiều, sẽ có rất nhiều thay đổi lớn diễn ra trong cuộc đời. Trong đó có rất nhiều trải nghiệm. Tình người thì lóng lạnh, từ non nớt trở thành chín chắn. Lòng tranh đấu háo thắng cũng sẽ bị giảm bớt đi. Đúng sai cũng không còn quan trọng nữa như thời trẻ nữa. Ta cũng sẽ không còn phải tranh cãi phải trái đúng sai nhiều nữa. Không những không giải quyết được gì mà còn mang thêm những phiền não. Trong xã hội chỉ biết cắm đầu vào tranh cãi mà không xem xét được mình đang ở đâu, năng lực như thế nào, thì chắc chắn mất sẽ nhiều hơn được. Khi tới tuổi trung niên, ta cần phải căn cứ vào tình hình thực tế để từ đó định đoạt, chứ không phải là cứ cắm đầu vào tranh luận rồi từ chuyện này kéo sang chuyện khác. Đó mới chính là giải pháp của vấn đề. Các cô chú, các anh chị thân mến, không ít người trong chúng ta khi về già đều có một sự chuẩn bị rất là tốt cho chính mình. Có tài sản, có con cháu quây quần, được nhiều người mến mộ, yêu thương. Tuy nhiên cuộc sống vẫn cần chúng ta rèn luyện, tu dưỡng bản thân mỗi ngày. Nên dù đã có tuổi, nếu tư duy tân tiến và đặc biệt là tránh so đo, biết sống có trước có sau, thì không những con cháu mà bạn bè, người đời, ai cũng nể phục, yêu kính. Muốn được có sự tôn trọng ấy, về già nên nhớ tránh 7 điều sau đây. Về già, nhớ tránh 7 thứ này để người khác luôn tôn trọng. Khi một người bước vào tuổi trung niên, thì có nghĩa là họ đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm, bấp bênh mới có thể giành được sự kính trọng và có được tài sản như hiện tại. Cho nên, nếu mà phạm phải những sai lầm dưới đây, thì đúng là công dã tràng rồi. Thứ nhất, không so tiền tài. Khi còn trẻ, có thể bạn cảm thấy có tiền là có tất cả. Nhưng mà tới tuổi trung niên thì mới hiểu được một điều rằng tiền bạc thì không thể mua được tình yêu, sức khỏe và hạnh phúc thực sự. Tiền là vật ngoài thân, biết đủ chính là hạnh phúc, không cần phải so đo. Dù tiền của bạn có nhiều hay là có ít, miễn là bản thân cảm thấy hạnh phúc, bình an là được. Thứ hai, không so con cháu. Lý do khiến cho cuộc sống mệt mỏi, một nửa là do sinh tồn và một nửa là do so sánh. Không bao giờ có một khuôn mẫu duy nhất cho hạnh phúc. Vì thế, đừng bao giờ áp đặt định nghĩa thành công của bạn lên con cháu của mình. Con cháu tự có phúc phận riêng của nó, hãy để chúng tự sống cuộc đời của chính mình. Thứ ba, không so sánh hôn nhân. Phàm mỗi một người đều có cá tính và những nhu cầu riêng. Vì thế, thứ tốt nhất mà chưa chắc sẽ bằng được thứ phù hợp nhất. Có thể nó tốt với người khác, nhưng mà lại không hợp với bạn. Cho nên, so sánh là một điều cấm kỵ nhất trong hôn nhân. Nếu so sánh cuộc hôn nhân của mình với người khác, thì chỉ chịu tuốc thêm bất hạnh cho mình mà thôi. Hãy học cách biết bằng lòng và biết sống như chính mình vốn là. Đừng bao giờ mãi cứ đi so sánh với bất kỳ một ai. Không cần biết ngôi nhà của bạn to hay là nhỏ, chỉ cần phù hợp với chính mình là được. Thứ tư, không nói lời xấu. Tục ngữ xưa có câu: một câu nói thiện lành có thể giữ ấm 3 mùa đông, một chữ ác lại có thể tổn thương tới tận 6 tháng hạn. Lời nói mà một người không nên nói, nhất đó là lời nói làm tổn thương người khác. Sống trên đời thì ta dùng 2 năm để học nói,
nhưng mà ta lại dùng cả cuộc đời để mà học cách im lặng. Làm người thì cần phải biết tôn trọng người khác. Dù biết rõ ta ra sao thì cũng không nên nói hết mọi thứ một cách quá thẳng thắn. Đừng bao giờ vạch trần hết những khuyết điểm cũng như là nói xấu người khác. Càng trưởng thành thì bạn càng nên học cách sống nội tâm và tự chủ hơn. Phải biết chừng, biết mực, thận trọng trong lời nói và việc làm. Hãy suy nghĩ chín chắn trước khi nói. Thứ năm, không quên tình thân. Khi cha mẹ còn thì cuộc sống này mới còn nơi để mà về. Khi cha mẹ không còn thì cuộc đời cũng chỉ như là một chuyến tàu, một chiều ra đi không quay trở lại. Bao dung cha mẹ khi họ già cũng giống như là họ đã nuôi dạy chúng ta khi mà chúng ta còn nhỏ. Nếu như thời xưa thì người ta lấy câu cha mẹ còn thì ta không nên đi xa để làm kim chỉ nam của tình hiếu nghĩa, thì ngày nay việc luôn ở bên cha mẹ và đồng hành cùng họ trên suốt đoạn đường về già cũng chính là chữ hiếu trọn vẹn nhất. Thứ sáu, tránh xa những cuộc nhậu nhẹt vô bổ, chú ý giữ gìn sức khỏe. Những cuộc tụ họp ăn uống hay là nhậu nhẹt đối với một người là một thời điểm để thư giãn hay là vui vẻ bên bạn bè. Tuy nhiên, không phải cuộc vui nào cũng đều là lành mạnh. Ngoại trừ những bữa cơm gia đình đoàn tụ thì bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp thì những buổi tụ tập khác đều là vì những việc mục đích riêng. Bề ngoài đó có vẻ là một cuộc vui thông thường, nhưng mà rất có thể là những kẻ tâm cơ sẽ lợi dụng nó để làm hại tới bạn. Người ta vẫn thường hay nói rượu vào thì lời ra. Trong những cuộc vui quá chén, rất có thể bạn sẽ nói ra những lời không nên nói, gây tổn hại tới những người xung quanh, mà còn gây hại tới chính bản thân mình. Không những thế, đối với những người mà trong giới kinh doanh mà nói, thì tiệc rượu là điều không thể nào tránh khỏi. Những mánh khóe, lừa lọc rất có thể xảy ra trong những bữa tiệc với đối tác như vậy. Những cuộc nhậu nhẹt vô bổ, ngoài việc làm ảnh hưởng tới mối quan hệ và sự nghiệp của mình, nó còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn. Tác hại của rượu, của bia đến cơ thể không thể nào thấy rõ được. Tuy nhiên, một khi mà bước vào tuổi trung niên thì những vấn đề gây ra do rượu, do bia sẽ biểu hiện rõ ràng nhất, đặc biệt là các bệnh lý về gan, về thận, tim mạch. Ở tuổi trung niên, bạn có thể làm gì nếu như không sở hữu một cơ thể khỏe mạnh đây? Bạn không chỉ khiến cho gia đình lo lắng, mà đoạn cuối trong sự nghiệp bạn cũng sẽ dần sa sút. Thêm vào đó, khi bạn ốm đau, bệnh tật dày vò, đến lúc đó dù có hối hận cũng không thể nào kịp được nữa. Thứ bảy, tránh xa những cuộc tình ngoài luồng nếu không muốn đánh mất bản thân. Chắc hẳn nhiều người cũng đoán ra cuộc tình không đúng chuẩn mực ở đây là đang nói đến những mối quan hệ ngoài luồng trong hôn nhân, không đúng với chuẩn mực đạo đức xã hội. Tất cả những người không thể đi bên bạn cả đời đều là những người không bao giờ đáng tin cậy. Nhiều người có mối quan hệ ngoài luồng bao biện rằng cuộc sống hôn nhân của họ không có hề hạnh phúc và nói rằng người thứ ba kia mới chính là tình yêu đích thực của cuộc đời. Hậu quả là mất tất cả từ gia đình, từ sự nghiệp, rồi còn mang tiếng xấu trong muôn đời. Ngoại tình là một bản năng, còn chung thủy chính là một bản lĩnh. Tuổi trung niên nên hiểu một điều rằng gia đình hòa thuận mới là điều quan trọng nhất. Khi bước vào tuổi trung niên thì người ta sẽ hiểu được rằng không nên xem nhẹ mối quan hệ trong gia đình, mà phải coi hạnh phúc gia đình là một mục tiêu phấn đấu. Nếu gia đình tan nát thì vậy cố gắng kiếm tiền liệu có ích gì đây?